Sáng ngày 1 tháng 9, cả vợ Hồ Văn Khoa và Phú Lê đồng loạt đăng tin buồn về sự qua đời của bố Hồ Văn Khoa. Ông đã bị bệnh ung thư từ những ngày Khoa còn chưa vướng vòng lao lý. Ngay sau dòng trạng thái được đăng lên, rất nhiều anh em bạn bè của Phú Lê cũng như Hồ Văn Khoa đã vào chia buồn cùng gia đình. Thương tiếc cho sự ra đi của ông trong mùa dịch khi không thể tổ chức tang lễ trọn vẹn cũng như đưa viếng một cách đầy đủ. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều dân mạng và chê bai soi mói cách đăng status của Phú Lê. Cụ thể Phú Lê viết rằng: "Tin buồn, xin thông báo tới tất cả anh em trong cả nước. Bố em Hồ Văn Khoa đã mất do bệnh ung thư. Em không có nhà để lo tang lễ cho bố được. Phú Lê thay mặt em Khoa thông báo cho tất cả anh em biết. Do dịch bệnh anh em không thể tới phúng viếng trực tiếp được thì có thể gửi thẳng vào tài khoản của vợ em Hồ Văn Khoa. Xin chân thành cảm ơn." Ngay sau dòng trạng thái này, có rất nhiều người vào chế nhạo Phú Lê từ cách viết sai chính tả cho tới chuyện Phú Lê thông báo tới anh em trên cả nước. Có lẽ ý của Phú Lê là thông báo tới anh em của Phú Lê và Hồ Văn Khoa trên cả nước, vì Phú Lê quan hệ khá rộng từ Bắc vào Nam chứ không phải anh em xa lạ trên cả nước. Nhưng nhiều nhất là những ý kiến cho rằng Phú Lê không nên để số tài khoản lên và kêu gọi như kêu gọi từ thiện vậy. Thậm chí có người còn đòi sao kê. Tức giận trước việc cộng đồng mạng không hiểu ý tốt của mình, Phú Lê ngay sau đó liền đăng một video giải thích lý do anh phải thông báo như vậy. Đầu tiên ấy, Phú Lê không phải là kêu gọi từ thiện. Mà bố em Khoa mất thì dịch bệnh, không ai đi cúng viếng được cả. Khi gia đình nhà họ gặp chuyện mà mình không đến được, không cúng viếng trực tiếp được, thì có thể gửi qua bạn mình một vài trăm nghìn để mua thanh bông hoa quả, thắp hương thay mặt họ cúng viếng. Đó, chứ không phải tôi kêu gọi những người không liên quan. Tuy nhiên dù đã giải thích rất rõ cách làm của mình, nhưng vẫn rất nhiều người không đồng tình, đặc biệt là Dương Minh Tuyền. Tuyền đáp trả Phú Lê bằng dòng trạng thái trên fanpage của mình, đồng thời vẫn không quên cả khịa Hồ Văn Khoa ở cuối bài viết. Khi ra xã hội cho đi là nhận lại, giờ có cả kiểu phúng viếng online. Có cần nhất thiết phải là tôi đi nhà bạn thì bạn phải đi nhà tôi không? Không cần thiết, chỉ cần trong tâm có nhau là ok. Nếu đi phúng viếng phải là mình đi thì theo tôi nó hợp lý hơn. Chứ qua Facebook lại có kiểu phúng viếng online, thấy mở mang ghê. Tôi bao nhiêu năm nay sinh nhật cứ ai phong bì tôi không bao giờ cầm. Mua quần áo hay nước hoa hoặc hoa thì tôi nhận. Vậy cứ người ta phong bì là về tôi phải trả à? Xin lỗi, đời hãy nghĩ thoáng đi. Nay tiêu 20 triệu thì nghĩ thoáng mai kia kiếm chân chính 3 đến 40 triệu vào. Vĩnh biệt chú, bố hù dọa ma. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách làm của Phú Lê và ý kiến của Dương Minh Tuyền? Hãy để lại bình luận để bày tỏ quan điểm cá nhân của bạn nhé.